Testing. Chào mừng các anh chị và các bạn đã đến với cái video thứ ba mà Trung làm trong cái series tôi đã thử làm một thời gian như thế nào. Thì rất sorry các anh chị và các bạn là trong đồ bận nên là cái khoảng cách giữa cái thời gian giữa cái video thứ ba là lâu. Thì trong cái video thứ ba này Trung sẽ cover cho các anh chị từ step thứ 6 trong tổng số 12 cái step mà Trung đã nêu ở trong cái video thứ nhất á. Thì đi vào phần chính luôn thì Trung sẽ nêu lại cho các anh chị xem ha, là cái step thứ 4 của mình á, là tham khảo cái cách làm assessment cho cái ngành nghề mà mình đã chọn. Và cái step thứ 5 á, là mình chuẩn bị các loại giấy tờ cho cái skill assessment. Thì cái phần này rất là mất thời gian và cần phải chuẩn bị rất là kỹ. Mình càng chuẩn bị càng kỹ càng tốt ha. Thì cái này cùng mình cũng phải lên kế hoạch và chuẩn bị rất là kỹ càng. Nên là cái video này á, Trung sẽ đi khá là chi tiết và khá là dài cho các anh chị mình xem để mà có cái thông tin để mà làm. Thì rồi cái phần mà step thứ 6 á, là mình submit hồ sơ giấy tờ sau khi mà mình đã chuẩn bị xong. Mình submit các cái giấy tờ này để mình làm cái skill assessment. Thì mình chờ đợi khoảng từ 1 tới 3 tháng. Thì đến cái bước thứ 6 này, nếu như mà sau khi chờ đợi mà các anh chị mà có được cái outcome là positive cho cái ngành mà mình đã chọn á, coi như các anh chị đã đi được 1/3 quãng đường trong tổng số mà cái quá trình để mà có được cái PR của Úc rồi ha. Thì ok, chúng đi tiếp theo luôn á, làm trong cái phần mà tham khảo các cách làm assessment á. Thì không biết là các anh chị nào còn nhớ không, trong cái video thứ hai Trung có để hai cái link của cái web á. Một là nó thống kê những cái ngành nghề để cho mình trực quan, để cho mình chọn được cái ngành nghề mà cái mảng ngành nghề mà mình chọn á. Và cái trang web thứ hai là cái trang web của chính phủ Úc. Đây Trung mới gửi lại luôn, đây Trung sẽ pin ở trong cái description của cái video này. Thì cái này là cái link của chính phủ Úc, thì Trung cũng có vào luôn ha. Thì Trung demo cho các anh chị xem là tại sao mình phải vào cái link của chính phủ Úc. Để mình mở lên cái trang web này ha. Thì đây, ok, cái link của chính phủ Úc đây nè các anh chị, mình vào ha. Thì cái skill occupation list ở đây á, thì mình có thể mình vào là mình xem á, tức là cái ngành nghề nào của mình, ví dụ như mình chọn là cái ngành nghề là 263111 đi chẳng hạn, mình bấm vào thì mình sẽ xem, tức là ví dụ như cái hành 263111 nè, tức là occupation nè, cái name của nó là computer network and system engineers ha. Cái mã ngành của nó là 263111 đó. Thì cái hiệp hội mà đánh giá ngành nghề của nó là ACS ha, hay là ví dụ như các anh chị mà chọn ngành nghề khác, ví dụ như 313111112 đi, thì anh chị thấy là cái ngành này là ICT Customer Support Officer. Thì cái mà anh chị cái hiệp hội ngành nghề đây là cái trade đó. Thì khi mà nó có cái này thì anh chị click vào đây nè, các anh chị thấy không, tức là nó sẽ cho mình cái link đó. Thì chính vì sao đây là cái link của chính phủ Úc mình cần như vậy, nên nó cho mình cái link thì mình phải vào đây là cái trade recognition australia.government.au. các anh chị cần phải vào ở đây, chúng có một vài cái link chung để đây á, cho các anh chị xem, tức là mình có những cái hiệp hội ngành nghề như là trade nè, Vet Access nè, đó rồi Engineer Australia nè ha, hay là Public Accountant nè, đó rồi ACS hay là Manager and Leaders ha. Đó thì mỗi cái ngành nghề nó có một cái hiệp hội ngành nghề khác nhau để nên mình chứng minh đó. Ví dụ như mình bỏ đi, mình chọn ví dụ như có nhiều cái ngành nghề nó qua cái Vet Access nè, rồi nhiều cái ngành nghề nó qua cái hiệp hội là CAA NZ nè, CPAA nè, rồi IPA nè, đó những cái ngành như là kế toán này nó có nhiều hiệp hội ngành nghề nó được access nè. Thì mỗi cái ngành nghề nó có một cái khác nhau, nên là mình vào cái trang web này để mình xin lại cái trang web mà mình vào đúng cái ngành nghề, để make sure là mình vào đúng cái hiệp hội ngành nghề ha. Quay lại cái slide nha, mình vào đây mình đọc nha các anh chị, mình đọc cho nó kỹ càng. Rồi thì mình chúng cũng gửi đúng đây là một vài cái trang web mà của những cái hiệp hội ngành nghề mà chúng thấy rằng đa phần là họ sẽ accept cho phần như lớn các cái ngành nghề ở trong cái skill occupation list này ha. Ví dụ như là VES này, rồi ACS này, Trade Recognition Australia này, Engineer Australia này, Public Accountant này, Manager and Leader ha. Ok, trong cái khuôn khổ video này chúng sẽ đi qua là cái cách mà chuẩn bị các cái giấy tờ assessment cho những cái hiệp hội ngành nghề, ví dụ như là khá là lớn và đa phần khá là lớn ở trong cái skill occupation list này, tức là chúng sẽ đi qua về cái VES Access nè, ICF với lại là cái trade ha. Rồi các cái phần khác thì nếu như các anh chị nào có thời gian thì có thể là tham khảo thêm, hoặc là
là comment vào trong cái phần YouTube á, để cho mọi người sau nghe cùng tham khảo. Chúng sẽ pin lên đầu tiên để cho các anh chị mà nghe sau để cùng mà đọc. Ok, thì cái phần mà chuẩn bị giấy tờ skill assessment á, thì thứ nhất là cho cái vet assessment evidence document á, thì cái link mình nên vào á, là chúng có pin ở đây luôn, tức là mình vào cái eligibility criteria. Thì trước khi chúng vào để mà demo mà đi qua cho các anh chị xem á, thì chúng muốn đi sơ lược qua, tức là các phần giấy tờ mà mình cần chuẩn bị, tức là identity documents, thì mình cần một cái bản copy của cái passport của mình, không cần phải full passport nha các anh chị, chỉ cần là cái phần mà cái khuôn mặt của mình thôi, cái trang mà có cái mặt của mình, có cái số passport, có cái tên nữa rồi á. Nhưng mà cái này á, người ta lúc nào ở đây ở bên Úc họ cần á, lúc nào là cũng phải là certified true copy, tức là trong tiếng Việt của mình gọi là sao y bản chính á, thì các anh chị phải photo đi ra ngoài cho phòng công chứng cho họ sao y bản chính ha. Rồi cái một cái hình passport, chúng nhớ không lầm á, là chính phủ Úc họ yêu cầu là cái passport, cái hình passport là phải phông trắng 45 35. Ở đây chúng có để luôn là cái như thế nào luôn, các anh chị đừng có lấy điện thoại mình chụp hình nha, phải ra ngoài tiệm chụp hình nó chụp đàng hoàng thì họ mới chấp nhận. Rồi còn cái qualification evidence, thì cái này nó là cái bằng đại học nè, rồi mình có bằng đại học, bằng 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 thạc sĩ hay là bằng tiến sĩ gì đó mình nộp vào đây. Ừ, thì cũng phải là sao y bản chính nha các anh chị. Nếu như tiếng Việt thì phải đem đi dịch ra, rồi sao y bản chính, rồi lại có chứng thực đồ đàng hoàng là người dịch chính xác như thế nào rồi đó, xong rồi phải sao y bản chính. Và cái thứ tiếp theo sau cái bằng nữa là mình phải có cái academic transcript. Cái này là cái gì? Cái này là cái bảng điểm cho những cái bằng mà mình đã nộp á. Thì cái này nó hơi rất là khá là mất thời gian nè các anh chị, kể cả bản thân chung cũng mất thời gian nè, bởi vì sao, đa phần các anh chị em mình sau khi mà ra khỏi trường đại học rồi thì mình lấy cái bằng không à, ít ai để ý tới cái bảng điểm này lắm đó. Thì nếu như mà không có thì mình bắt buộc phải quay về trường, hoặc là nếu như mà anh chị không có ở gần trường á, tại vì phải nhờ người nhà hoặc là người thân của mình đi lại trường á, xin cái số mà xin trích lục lại cái phần bảng điểm này, rất là mất thời gian nha cả chung, bởi vì chung ở Malaysia, chung làm cái chung mới xin cái bảng điểm này, chung phải nhờ người nhà chạy xuống tới trường mà chung học á để mà xin trích lục, mà khá là lâu, bởi vì nó gần như là 8 9 năm trước rồi, khá là lâu rồi ha. Ok, rồi tiếp theo là cái employment evidence and updated CV. Thì cái này á thì nó yêu cầu tụi mình là phải có một cái thư của những cái công ty mình đã làm, ví dụ như nghỉ rồi thì mình phải có cái release letter, tức là chứng minh là mình đã làm từ thời gian nào tới thời gian nào. Đó, bao nhiêu giờ trong một tuần, rồi lương bổng là bao nhiêu, rồi những cái phần description của job description mà mình đã làm á, là những công ty hiện tại mình đang làm. Rồi mình cần phải có cái payment evidence, tức là cái này mình có phải có cái pay slip ha, mình phải có cái tax receipt, hoặc là mình có cái bank statement đó, rồi employment contract, rồi mình mới làm là cái CV để mình gửi vào. Thì trong mà cái phần CV á, thì cái phần CV này các anh chị là cố gắng là phải viết là cho nó những cái phần mà mô tả công việc trong CV của mình á, nó phải giống với lại là những cái phần work reference mà các anh chị đã viết cho refer cho các công ty trước, hoặc là công ty hiện tại mà mình đang làm nha, đừng có viết khác là không được nha, cần phải để ý mấy cái này cho kỹ ha. Thì chúng cũng để luôn là cái phí cho mà cái vet assess này á, tức là thông thường là standard assessment á, thì họ lấy cái phí là 968 đô Úc và cái thời gian thực hiện là từ 10 tới 12 tuần ha. Rồi rồi còn cái mà nếu như mà mình làm cho cái priority process á, thì nó chỉ trong 10 ngày á, thì cái phí nó sẽ mắc hơn, đó là 1.628 đô Úc ha. Rồi dưới đây thì chung có pin cái trang, cái link của cái website mà mình có thể mình vào mình tham khảo cái template của cái work reference á, mình cần viết như thế nào, nó cần có những thông tin gì, thì chung vào trong cái phần mà eligibility criteria trước cho các anh chị ha. Ok, ở đây chúng sẽ ở đây. Ok, thì cái eligibility criteria các anh chị cứ vào cái trang web này là của Vet Asset ha, thì mình kéo xuống đây là mình nhìn thấy. Thì các anh chị nên nhớ rằng ở đây nó có một một vài câu hỏi nè: Will the assessment require English language skill, SSIS test result? Thì cái Vet Asset này á, họ assess bằng hay là assess cái kinh nghiệm cho mình, không cần mình phải có tiếng Anh gì hết, chứng chỉ tiếng Anh gì hết. À, nên là các anh chị nhìn xuống đây là cái list of required document, thì chúng đã liệt kê ở trong cái web cái slide rồi. Thì các anh chị có thể nhìn thấy ở đây, ví dụ như là application fee thì chúng đã note rồi ha, photograph nè, các anh chị nhớ nè.
đó là cái hình nó không được cũ hơn 6 tháng ha, và nhớ luôn là self taken photographs are not acceptable đó, thì cái hình mà mình tự lấy tự chụp á bằng điện thoại của mình họ không chấp nhận đâu. Rồi cái proof of identify thì tức là cái này nè các anh chị thấy không, mình chúng ta nói trong cái slide luôn là cái passport biophage, tức là cái trang mà nó show cái hình với lại là cái tên của mình cũng như là cái số passport ha. Nếu như mà các anh chị nào có thay đổi tên tuổi gì đó từ cái passport thì các anh chị phải có cái giấy tờ để chứng minh ha, thì thông thường Việt Nam mình thì không có cái này, và chung không biết thì các anh chị nào có thì cũng phải để ý để mà submit cái này, chung thì không có làm cái này. Rồi cái qualification evidence ha, thì cái này là mình chung đã nói rồi, tức là nộp những cái bằng đại học, bằng bằng thạc sĩ, rồi bằng chứng nhận gì đó, nói chung là các cái loại bằng mà các anh chị muốn họ accept thì các anh chị nộp vào đây thì cái phần này, và nhớ là phải có cái transcript đầy đủ, tức là cái bảng điểm đầy đủ ha. Rồi mình kéo xuống họ có một vài cái criteria cho những người ở Europe là Nigeria rồi Pakistan ha, thì cái này tại vì mình nói tiếng Việt nên là mình nghĩ là trong Việt Nam này thì không cần phải phải để ý cái phần đó nhiều ha. Rồi quan trọng nữa nè, employment evidence thì nó cần cái gì nè, họ liệt kê nè cái statement of service nè must include the following, tức là những cái thông tin này nó cần cái gì nè, ví dụ như là cái ngày của issue, cái ngày mà có cái statement này ha. Rồi cái company letterhead đó, thì cái này các anh chị phải xin công ty là in trên cái giấy mà có cái logo của công ty thì càng tốt nha, có logo rồi có dấu của công ty rồi đó, tên của mình full đầy đủ. Trong cái đó phải có cái working hours per week, tức là ví dụ như một tuần mình làm 35 tiếng hay 40 tiếng đồng hồ gì đó thì mình phải để vô cho nó đàng hoàng. Rồi cái position của mình khi mình làm ở công ty đó hay là cái tổ chức đấy ha. Rồi là cái thời gian, ví dụ như các anh chị bắt đầu từ thời gian nào, ngày nào, năm nào, tháng nào cho ra cho nó rõ ràng, và tới cái ví dụ như đã nghỉ việc rồi thì phải có là cái ngày kết thúc cái công việc đấy. Rồi cái description của description of your main duty, tức là cái phần này mình viết vào cái description của công việc mình đã làm. Và cái vest này họ yêu cầu là mình phải có cái bản có cái lương luôn ở trong cái tờ cái statement of service này nha các anh chị. Thông tin này nó hơi nhạy cảm nhưng mà họ yêu cầu thì buộc mình phải để vào cho nó đầy đủ ha. Rồi chút chung sẽ show cho các anh chị là cái template nó viết như thế nào ha. Rồi còn cái payment evidence thì chung đã nói rồi đó, mình có cái pay slip, cái tax records hoặc là cái bank statement đó, thì có nhiều thứ. Còn ví dụ như mà nếu như mình tự đi làm thì họ cũng có luôn là cái phần mà mình self-employed nè, thì mình coi là nó có những cái thống giấy tờ gì đó. Rồi cuối cùng là cái phần CV thì mình cứ update cái CV vào thôi ha. Thì ở đây mình quay lại cái slide luôn, rồi mình ở để đây tức là cái template để cho các anh chị xem là cái vest này họ yêu cầu cái là statement of service template nó như thế nào. Mình quay lại cái website ha. Ở đây thì cái template thì các anh chị nhìn xem nè, ví dụ như là cái statement of service to be provided on official letterhead nè, tức là phải có một cái tờ giấy có cái in cái logo công ty ha, ngày tháng năm, tức là cái ngày mà mình issue ra cái tờ giấy này ha. Rồi là mình có thể mình to whom this may concern. Rồi mình để là this is certified, là mình để cái tên mình vào đây ha. Rồi là employee ở cái tên của công ty nào này. Rồi đó là cái position của mình, ở đây là cái vị trí công việc của mình, và từ thời gian nào cho tới thời gian nào, nếu như mà cái công ty hiện tại thì mình để là to current day ha, to current day. Rồi mình để một lần nữa cái tên của mình, đó là employment, tức là full time, part time, rồi làm việc bao nhiêu tiếng đồng hồ một tuần đây ha. Rồi cái tên của mình lần nữa và cái salary là bao nhiêu. Cái này thông tin khá nhạy cảm nhưng mình cũng phải đưa vào thôi. Rồi tiếp theo á là mình để là cái phần này là mình tên của mình và mà mình liệt kê ra những cái phần mà job description của mình, thì nó yêu cầu ít nhất là phải 5 năm cái duty ha, là càng nhiều càng tốt, càng chi tiết càng tốt thôi. Và cố gắng viết cái này á, như chung cái video 2 chúng nói rồi, viết làm sao để nó hướng về cái ngành nghề mà mình đã chọn ha, chứ không thì nó không accept mà đúng cái ngành nghề đó thì mình cũng chết dở. Rồi sau đó là tên tuổi, ký tên đàng hoàng và của là người của công ty nha, chứ không phải là mình ký nha các anh chị. Đó, ký vô cho đàng hoàng ha. Rồi thì mà bắt đầu mình mới nộp cho họ. Thì một cái mà chung lưu ý các anh chị ở đây nè, tức là cái qualification evidence, thì không biết là các anh chị nào còn nhớ ở cái video thứ 2 á mà chung có nói á, tức là cái phần tính điểm á, phần tính điểm á cho cái bằng đại học và cái bằng thạc sĩ á là y chang như nhau, là bằng 15 điểm. Ha, thì các anh chị có thể là lật lại cái video thứ 2 để mà xem, để mà anh chị xem cái phần đấy. Thì á,
Ở Việt Nam mình á như thế này, tức là sau khi các anh chị học đại học thường các anh chị học thêm cái bằng thạc sĩ, mà đa phần các anh chị mà học thạc sĩ á, là thường học part-time, tức là mình học cái dạng là mình vừa đi làm mình vừa đi học, nên mình có thể học online, mình học buổi tối gì đó. Thì khi mà các anh chị nộp á, thì các anh chị là cứ lấy cái bằng cao cấp nhất á, là mình nộp ví dụ như là bằng thạc sĩ, thì anh chị nhớ luôn là nộp bằng thạc sĩ thì phải có kèm luôn bằng đại học, chứ không không mà không có nộp bằng thạc sĩ không. Cái đó là một cái thứ nhất. Thì cái mà cái thứ hai chúng muốn lưu ý nè, thì các anh chị mà nộp bằng thạc sĩ á thì họ đánh giá cái bằng thạc sĩ, thì nếu anh chị mà qualify cho cái bằng thạc sĩ rồi á thì cái số năm kinh nghiệm nó tính cho các anh chị á, là chỉ từ khi các anh chị có cái bằng thạc sĩ trở về sau đó. Thì trong khi á là cái số điểm của bằng thạc sĩ và bằng bằng đại học á nó bằng điểm nhau, thì ở trong này á, chung khuyến khích là các anh chị nên nộp bằng đại học thôi, không cần phải nộp bằng thạc sĩ. Nếu như mà nộp bằng đại học không á, thì trong ví dụ như mình học bằng thạc sĩ trong vòng 2 năm tới 3 năm mình vẫn đi làm, mà mình có cái giấy chứng nhận là mình đi làm của công ty này kia, thì mình được cộng thêm 3 năm kinh nghiệm đó, thay vì mình làm bằng thạc sĩ là 2 năm hoặc là 3 năm mà mình đi 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 làm đó đó, mà mình học part time với cái bằng thạc sĩ, mình nộp cái bằng thạc sĩ xong thì nó chỉ tính cái số năm kinh nghiệm từ khi mà cái bằng thạc sĩ được cấp cho trở về sau, thì tự nhiên mình mất cái số năm kinh nghiệm đó trong khi điểm mình không được tăng. Thì cái này mình phải plan và mình phải suy nghĩ cho thật kỹ nha. Còn nếu như mà anh chị nào mà đi học xuyên suốt luôn từ bằng đại học cho đến bằng thạc sĩ không đi làm cái gì hết thì ok, các anh chị nộp bằng thạc sĩ không vấn đề gì hết. Còn còn nếu như mà anh chị em mình mà đã đi học bằng đại học có rồi, xong mình vừa đi làm mình vừa đi học bằng thạc sĩ, thì mình nên phải có những cái lựa chọn thông minh ở đây ha. Rồi thì bây giờ nữa, một cái nữa mà chung lưu ý cho các anh chị luôn á, là cái VET Access này nó có trừ một vài năm kinh nghiệm của mình để nó qualify, để nó sau đó nó mới tính là kinh nghiệm thật sự nha. Thì cũng như một vài cái ngành nghề, cũng như một vài cái hiệp hội ngành nghề khác, ví dụ như là ACS họ cũng có trừ, nhưng mà chung tìm tất cả các thông tin á thì chung chỉ biết được rằng là họ có trừ, còn họ không official, họ cho mình cái thông tin ở trên trang website của họ là trừ bao nhiêu, nên là chung cũng không có thông tin. Chung cũng tìm khá là nhiều, nhưng mà chung biết ở một vài cái forum mà các người các anh chị mà nước ngoài mà họ di dân á, thì họ cũng có nói là cái này có trừ, mà mình không rõ trừ bao nhiêu. Thì nếu anh chị nào mà có kinh nghiệm hoặc là đã làm qua cái assessment, qua cái vet assessment này rồi á, thì các anh chị có thể là cho chung một cái comment ở trong cái dưới cái phần mà video của YouTube này nè, rồi chung sẽ pin lên đầu luôn cho các anh chị nào mà nghe ở phía sau mình có thêm cái thông tin ha. Đó là những cái phần chuẩn bị giấy tờ cho cái skill assessment. Mình quay lại cái trang web coi là còn cái thông tin gì mình quên nữa không. Đó rồi, cái vest nó đầy đủ là như vậy ha. Rồi thì các anh chị cần phải đọc thêm, ví dụ như ở đây thì chúng quay lại một tí xíu, anh chị mình cần phải đọc thêm ở đây thì chúng đó, thì ở đây những cái phần criteria mình có thể mình tham khảo thêm cái application process như thế nào, cái fee and payments như thế nào, rồi cái application. Thì sau đó ở cái phần mà nếu như mà sau này mình chọn rồi á, thì mình cứ cứ chọn là mình apply online này nè, mình tạo cái account. Cái chút nữa chúng sẽ nói ở cái bước thứ sáu nó như thế nào. Ok, mình quay về cái slide ha. Ok, đó là các cái chuẩn bị giấy tờ cho cái VET Access. Thì mình tiếp theo là mình sẽ đi qua cái hiệp hội ngành nghề khác, đó là ACS Assessment. Thì ACS này là chuyên assess cho những cái ngành nghề liên quan tới computer, IT đồ đó. Đó, thì cái link ở chung bên đây cũng chuẩn để luôn, tức là cái acs.org.au ha. Rồi đó, information for applications ở đây ha. Tiếp chút nữa chúng vào chúng sẽ cho các anh chị xem tức là website nó như thế nào. Thì một vài cái giấy tờ mà mình cần chuẩn bị, tức là cái identity documents, nó cũng phải y chang như bên kia, tức là cái copy của cái trang mà passport trang đầu ha. Rồi nếu như mình có thay đổi tên tuổi gì đó thì mình nộp vào cái giấy tờ chứng minh là mình có thay đổi tên tuổi, nếu như không thì thôi ha. Thì cái phần mà degrees and award certificates, tức là mình phải có những cái bằng đại học là mình nộp bằng gì đó, và cũng phải có luôn cái bảng điểm ha, mình phải trích trục bảng điểm từ cái trường của mình ha. Rồi employment evidence and updated CV đó, mình cũng phải nộp luôn là cái assessment service from employers nè, payment evidence nè, rồi đó resume. Thì cái phần này á thì nó có cái nếu như mà anh chị nào mà mình làm qua agent á thì mình phải có cái authorization form, tức là mình ký tên nhận xác nhận là mình đã authorize cho cái agent này họ làm cho mình ha. Nếu như không có thì thôi, tự mình làm thì không có thì thôi.
Rồi cái bước thứ năm á, cái giấy tờ loại giấy tờ thứ năm á, tức là mình phải có cái evidence for a priority request application. Thì đối với cái ACS này á, mình request họ làm cái priority request này cũng được, nhưng mà mình phải chứng minh, tức là ví dụ như visa mình gần hết hạn hay là mình có một cái thông tin gì đó mình cần để mà mình làm nhanh, thì mình phải đưa vào để mà chứng chứng minh được rằng à, tại sao mình làm nhanh, mình cần làm nhanh. Thì cái phí cho cái ACS này á là 500 đô Úc nha các anh chị, đó là cái general application. Thì đó, thì những cái giấy tờ của các cái bộ ngành nghề mà họ yêu cầu á thì na ná nhau cả, thì có khác nhau một vài cái giấy tờ khác nhau thôi, nhưng mà nó cũng không 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 phải là quá lớn. Thì mình đi vào luôn cái link của web, thì mình vào đây là cái migration. Đấy, thì đây là mình vào đây cái ICS này ha, ICS thì Hiệp hội Ngành Nghề, đây mình vào cái Migration Skill Assessment ha. Thì anh chị nhìn xuống dưới này nè, đó nó có list một vài cái information mà mình cần, ví dụ như là summary of criteria, các anh chị phải đọc hết nha, mình phải nghiên cứu càng kỹ càng tốt, mình phải đọc thôi ha. Thì Trung sẽ đi càng chi tiết như thế nào thì Trung sẽ cố gắng đi, nhưng mà các anh chị mình cũng phải đọc lại ha, tại vì cái này làm cho mình ha. Còn Trung đã làm qua rồi. Skill Assessment Guideline, mình phải xem qua cái guideline nó hướng dẫn như thế nào, rồi mình xem qua là cái ACS Application Checklist ha, checklist nó là gồm những giấy tờ gì đó, rồi những cái câu hỏi thì mình xem hết ra những cái này đó. Thì bây giờ chung vào cái phần là checklist ha các anh chị, checklist đây. Checklist là những cái giấy tờ như Trung đã nêu ra, thì các anh chị xem nè, ví dụ như là trước khi mình làm mình phải biết được là những cái criteria như thế nào ha. Đây ví dụ như là nó hỏi mình là ở đây personal, đây personal document, thì mình phải có tức là copy của cái passport của mình, nhớ là certified true copy nha các anh chị, phải là công chứng sao y bản chính ha. Rồi đó, rồi nếu như có thay đổi tên thì mình nộp vào ha, còn không thì thôi mình có nộp cái CV của mình luôn ha. Rồi cái evidence of priority request application đó như Trung đã nói rồi. Rồi nếu như mình nộp qua agent thì mình phải có cái form này ha. Ok, rồi bây giờ cái qualification documents ha, document thì cũng vậy thôi, thì mình nộp bằng đại học hoặc nộp bằng thạc sĩ gì đó mình nộp vào, và phải có cái transcript. Transcript ở đây nè, mình thấy không, đó là academic transcript, phải có bản điểm trích lục lại cho nó hoàn chỉnh ha. Rồi họ chứng họ 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 cũng có access luôn những cái bằng, ví dụ như là Microsoft nè hoặc là Cisco nè. Thì ví dụ như anh chị em nào mà có những cái bằng như là MCSE hoặc là CCNP hoặc là CCIE đây chẳng hạn đó, thì các anh chị có thể nộp để cho họ access. MCSA với lại là CCNA thì thấp quá họ không chấp nhận nha, đối với là các anh chị làm IT. Và mình phải public cái credentials này á, để trong mấy cái certificate ở trên mấy cái portal nó có, thì các anh chị nào có bằng sẽ biết là cái bước này làm như thế nào, mình phải public ra thì họ mới check được những cái thông tin này ha. Và nhất là những cái bằng này phải còn hạn nha, chúng nhớ là những cái bằng này thông thường là 2 năm thì nó hết hạn rồi ha, phải còn hạn rồi. Ok, rồi cái work experience document này thì đó là mình cũng phải có nè, ví dụ như là employment reference này thì nó phải có cái start and finish date đó, rồi cái duty tức là work description, rồi cái số giờ làm việc ha, rồi là cái nơi ở cái country hoặc là cái địa chỉ mà cái công ty của mình đã làm việc, và phải in trên cái công ty letterhead and sign by nhân sự hoặc là sếp của mình, manager của mình ha. Thì cái này làm sao đó có, thì cái này là chung không thế nào chung đi chi tiết được, mà các anh chị buộc phải tìm cách để làm, bởi vì cái này nó liên quan tới từng cá nhân từng người ha. Rồi payment evidence này thì mình cần phải là payslip. Thì ideally á, là các anh chị có thể là payslip cho cái ví dụ như công ty hiện tại đang làm thì tháng đầu, hoặc là cái tháng đầu tiên cho tới cái tháng hiện tại, hoặc là một năm có thể là tháng 1, 1 rồi tháng 12, rồi cái năm thứ hai tháng 1 và tháng 12 đó, hoặc là cái bank statement ở đây cũng được ha. Đó thì sơ qua như vậy, thì chút nữa chung sẽ mở cái work experience document đó mà Trung đã làm đối với cái ACS này, Trung sẽ gửi cho các anh chị xem luôn ha. Thì mình đi tiếp vào cái skill assessment guideline, thì đây nó có rất là nhiều nhiều cái thông tin, thì nó cũng đi lại thôi, thì Trung cũng mở cho các anh chị mình xem. Đấy thì cái request document thì đây này cũng nó y chang như vậy ha, rồi mình sẽ tham khảo của mình làm như thế nào. Trong trong cái phần này họ chưa hướng dẫn rất là chi tiết ha, rồi cái cách mình làm vào như thế nào, rồi refund hay là withdraw ra làm sao, nói chung là các anh chị mình phải đọc qua thôi đó.
Rồi cái phần mà summary criteria thì cái này á, thì nó khá là rắc rối. Ở trong đây nó rất là nhỏ và chi tiết thì Trung có sum ở trong cái trang web của Trung đây, trong cái slide của Trung đây. Thì cái phần mà ICS criteria nè, thì các anh chị lưu ý cái phần này cực kỳ quan trọng nha các anh chị. ICS họ trừ cái số năm kinh nghiệm của mình để mà họ qualify, tức là mình đúng với cái ngành nghề đó hay không. Thì ở đây nè, Trung liệt kê ra nè, đối với anh chị nào mà học cái ngành IT ở Australia, rồi các bằng đại học trở lên á, và cái ngành học của mình, cái bằng đó nó cực kỳ liên quan tới cái ngành mà các anh chị chọn đó, ngành IT á, rồi thì nếu như mà yes ở đây á, thì đó là cái số năm kinh nghiệm mà các anh chị làm á, thì họ trừ một năm nha, họ trừ một năm kinh nghiệm, rồi sau đó họ tính á, ví dụ như là mình có 10 năm kinh nghiệm đi, và chẳng hạn là 10 năm kinh nghiệm từ năm 2010 tới năm 2019, thì 10 năm kinh nghiệm, thì nếu như mình học bằng Úc thì họ trừ một năm ra, tức là 2010 họ không tính, họ sẽ tính cái số năm kinh nghiệm của mình là từ năm 2011 cho tới năm 2019. À, còn nếu như mà mình học cái bằng mà không phải là ở Úc, ví dụ như đây Trung đây Trung học ở Việt Nam, thì nhưng mà cái ngành học của Trung á, là cực kỳ liên quan, tức là nó là major ở trong cái ngành IT, và cái năm kinh nghiệm Trung làm luôn á, Trung làm á, nó cũng liên quan tới IT luôn á, thì Trung sẽ bị Trung bị trừ 2 năm nè các anh chị, Trung bị trừ 2 năm trong tổng số hơn 10 năm kinh nghiệm mà Trung đã làm việc. À, Trung bị trừ 2 năm. Thì Trung làm ví dụ như từ năm 2008 đi, thì họ trừ 2 năm của Trung là từ 2008 cho tới năm 2010, họ tính cái số năm kinh nghiệm này của Trung là từ năm 2010 cho tính bây giờ. Còn nếu như mà cái công việc mà Trung làm mà nó không liên quan á, nó không liên quan tới cái công tới cái ngành nghề mà Trung chọn á, nó trừ 4 năm. Nó trừ 4 năm nha các anh chị. Bằng mà không liên quan, bằng mà nó chỉ liên quan tới IT chút xíu á, thì nó trừ, mà kinh nghiệm của mình á, thì nó mà có liên quan thì nó trừ tới 5 năm, hoặc là nó không có liên quan thì nó trừ maximum là 6 năm. Đó, thì các anh chị có thể tham khảo ở đây. Đó, thì Trung á, bản thân Trung thì bị trừ 2 năm. À, nên là các anh chị phải lưu ý những cái thông tin này để mình biết, tức là mình sẽ được là xét là bao nhiêu năm kinh nghiệm, để mình biết là cái số điểm của mình nó sẽ là bao nhiêu, để mình lên một cái kế hoạch cho nó thật sự là chi tiết. Thì Trung cũng có một người bạn luôn, người bạn của Trung á, làm bạn ấy học ở ngành một cái trường dân lập, thì không biết là cái bằng có liên quan nhiều lắm hay không, nhưng mà bạn ấy bị trừ tổng cộng là 5 năm kinh nghiệm ở trong 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 tổng số là 10 năm trong tổng số mà năm kinh nghiệm mà bạn ấy đã làm. Nên là cái này nó mình phải lên một cái kế hoạch chi tiết mà mình phải kiểm tra cho nó thật kỹ ha. Thì Trung cố gắng Trung đưa những cái thông tin nó càng chi tiết đó cho các anh chị thì càng tốt. Ok rồi, thì bây giờ mình tiếp theo là work reference template, thì các anh chị phải nhớ, tức là đây nè, có cái start and finish day, Trung để đây luôn ngày như thế nào, cái title của mình là làm là cái gì, cái description của cái công việc của mình, rồi làm ở số giờ là bao nhiêu, rồi là company letterhead cho nó đàng hoàng ha. Ok rồi, thì đó là qua hai cái hiệp hội ngành nghề mà Vest Access với lại là ACS. Thì Trung đi luôn một cái hiệp hội ngành nghề nữa mà Trung đã từng làm qua, thì Trung có kinh nghiệm để Trung chia sẻ với mọi người, đó là cái hiệp hội ngành nghề Trace. Thì Trace Assessment Evidence Document á, thì các anh chị có thể tham khảo ở đây, Trung không đi lại nhiều nữa nhá. Thì những cái document này thì đa phần tức là cũng cái passport đấy, nhưng mà ở đây nó có một cái nữa là application form, tức là đối với là cái tray này các anh chị phải fill cái form, đó là application form. Chút nữa Trung sẽ đi Trung sẽ show lên cho các anh chị xem, tức là application form nó gồm có những cái gì. Rồi bằng đại học và cũng như là bảng điểm ha, rồi employment evidence và update CV, updated CV. Rồi thì mình phải có cái employment evidence này á, thì nó không phải là mình viết theo cái mẫu của mình tự viết hay là company letterhead nữa, mà cái hiệp hội ngành nghề trades này á, họ bắt mình á là phải làm theo cái form của họ, họ có cái form luôn và họ gửi để cái form nó online luôn. Đó, mình download cái form đó về, xong mình điền thông tin gì đó vô, rồi trong cái form nó sẽ có phần chữ ký và ký tên của manager hoặc là HR của nhân sự. Đó, thì nếu như mà mình đi làm thì mình có cái template của người đi làm, mà mình tự làm cho mình mở công ty mình làm thì có cái template của cái người tự đi làm ha. Đây. Rồi, mình phải submit cái payment evidence rồi cho từng cái công ty mà mình muốn claim luôn. Ví dụ như mình làm ở công ty A một thời gian là 3 năm thì mình nộp cái payment evidence trong khoảng 3 năm đó, nó có liên quan thôi, không phải là nộp hết, nhưng mà năm tháng đầu, tháng cuối hoặc là tháng giữa gì đó trong cái vòng 3 năm đó. Rồi sau đó là mình email submission,
vào cái email này nè, cái là trams.applications@employment.government.au á, thì cái này á, họ mới khác. Tức là mình tạo account, mình trả tiền cho họ, rồi sau đó là họ cho mình một cái receipt, rồi sau đó mình chuẩn bị mấy cái giấy tờ này hết, mình email, mình submit là bằng cái email cho họ, mình email các loại giấy tờ cho họ, chứ không phải là mình submit online vô mấy cái portal giống như là ACS với lại là cái VET Access ha. Thì mình email, tức là mình để ví dụ như là Mr. A, Mr. B gì đó, rồi ngày tháng năm là bao nhiêu đó, rồi là cái email thứ nhất của cái ba cái, email thứ hai rồi attach cái loại giấy tờ này vào ha. Thì cái phí của nó là 1,000 đối với lại là cái Migration Skill Assessment. Còn nếu như mà các anh chị muốn review, muốn họ review lại á, thì 900 đô, ha, 1,000 đô và 900 đô. Đây, rồi ok, mình đi vào cái trang web thì mình sẽ nói chi tiết hơn, rõ hơn cho các anh chị mình xem. Ha, thì ở đây thì mình vào cái Trace này, tức là mình vào đây, tức là How to Apply Trade Recognition Australia, How to Apply, thì các anh chị xem nè. Ví dụ như là nó có cái guideline nè, guideline nó có hai phiên bản luôn, PDF với là đọc, các anh chị phải đọc ha. Cái guideline các anh chị phải đọc đó, rồi những cái giấy tờ mà họ cần ở đây đó, các anh chị mình thấy họ liệt kê ra đó, tức là nào. Rồi cái email submission Trung đã nói luôn ở trong cái slide của Trung rồi ha, tức là anh chị trả phí trước, xong sau đó là nó có cái email submission, rồi document required đó, requirement ha, rồi cái application form đây nè, đây là cái form nè, application form nè các anh chị, mình phải điền cái form này, mình gửi luôn cho họ ha. Rồi nếu như mà anh chị nào tự làm á, đi làm cho công ty nào đó, thì anh chị phải download cái template này nè, rồi điền cái thông tin của mình vào, mà tự đi làm thì download cái template này ha. Ok, mình đi luôn, tức là application guideline thì họ để đây luôn nè đó, thì cái application process đây họ để luôn cái phí mình như thế nào. Thì sau khi mình trả phí á, nó có một cái đây là nó sẽ cái email cho mình cái receipt đó, như là cái evidence of payment nè, xong sau đó mình giữ cái đó ha, mình soạn hết giấy tờ, mình submit cho họ đây, mình soạn hết giấy tờ cộng với là application form, mình chuẩn bị hết giấy tờ, nhớ là certified true copy luôn nha các anh chị, phải là sao y bằng chính ha, đó có đóng dấu, rồi gửi email cho họ đây, rồi họ access, thì xong sau đó là cái thời gian cũng từ là 90 ngày ha, đó thì họ mới access. Thì tới đây là có một vài các anh chị hỏi rằng khi mà sao y bằng chính thì có một vài cái giỏi giấy tờ mà Việt Nam mình họ không có chứng thực được, thì làm như thế nào. Thì Trung cũng gặp khó khăn ở trong cái vấn đề này, thật sự mà nói như vậy đó. Thì đối với Việt Nam mình á, những cái giấy tờ nào á, mà nó có dấu đỏ, cái dấu công ty á, thì họ mới công chứng cho mình. Còn những cái giấy tờ nào, ví dụ như là giấy tờ mà đặc biệt các anh chị nào làm ở nước ngoài á, rất là khó để mà lấy được cái sao y bằng chính này, bởi vì sao không có dấu đỏ mà cái letterhead của công ty không à, cái dấu treo họ không có sao y bằng chính cho mình. Thì cái cách mình làm như thế nào thì mình cách chung làm thì không biết, là các anh chị cũng phải tìm cách thôi, chứ còn cái này thì mình khó thì mình cũng phải tìm cách thôi. Thì Chung gửi cái giấy tờ bản chính qua bên Úc á, thì Chung có người nhà bên ấy, thì ở bên Úc thì họ lại rất là dễ, tức là cái có cái bản chính rồi cái photocopy ra, rồi xong sau đó là ra tiệm thuốc tây, họ photocopy, họ check rồi đó, họ thấy ok hai cái bản nó giống nhau, họ đóng cho mình một cái dấu xanh thôi là certified true copy, rồi xong mình scan bản đó mình nộp ha. Ok, rồi đây thì cái phần này các anh chị cũng phải đọc hết cho nó kỹ càng ha. Rồi nếu như mà giấy tờ bằng tiếng Việt thì phải là đi dịch đàng hoàng, dịch và có công chứng đàng hoàng ha. Rồi mình xem tới làm cái phần mà cái application form của nó là gồm có những cái thông tin nào ha. Thì cái application form này phải đi chung luôn, nó khác với lại là cái ACS với lại là cái VES nha các anh chị. Thì mình phải nộp chung là cái application form, thì mình phải điền với cái thông tin này, ví dụ như mã ngành nghề của mình, hay là mình apply cái loại visa nào đó, thì cái country của mình, rồi cái passport number, rồi ngày hết hạn, rồi cái tên của mình đó, thì những cái thông tin cần thiết là địa chỉ nè, rồi cái này là nếu như mình nộp qua agent thì mình để cái thông tin của cái người agent ở bên đây, còn nếu như không á thì thôi mình không để. Rồi cái này là cái bằng đại học mình cũng phải khai vào, bằng cấp rồi này kia đầy đủ ha các anh chị đó. Rồi bằng thứ hai, văn bằng thứ ba gì đó mình để vào đây đó, thứ hai thứ ba nè. Rồi employment details là cái công ty của mình, thì công ty thứ nhất nè, công ty thứ hai, công ty thứ ba nè, đó những cái ngày làm việc và cái ngày kết thúc nè đó, thì anh chị điền vào ha, như part time hay là full time thì có đầy đủ hết á đó. Rồi xong sau đó là mình để cái description của cái công việc hiện tại của mình đánh hết chi tiết vào đây.
Rồi mình chọn ví dụ như là mình cái này thì mình chọn, mình tích vào xong sau đó mình ký, mình ghi ngày luôn. Rồi những cái checklist này mình check vào xong sau đó mình ký, nếu như mình đầy đủ giấy tờ ha, mình ký vào. Rồi xong sau đó là mình scan lại các cái giấy tờ này rồi thành một cái bản PDF có cái chữ ký của mình luôn nha. Ở đây nha, mình ký bằng tay vào ha. Xong sau đó mình gửi email cho họ ha. Rồi, bây giờ chúng đi tới các anh chị là cái phần employer template nó như thế nào. Thì cái này mình không có phải là lấy cái tờ giấy có letter head của công ty mà họ chấp nhận, mà mình phải theo cái template của họ. Đây, thì cái template của cái skill assessment, cái employer template nè, ví dụ như là cái business name nè, address đó. Thì đối với là công ty thì mỗi công ty mình phải làm một cái template như thế này ha các anh chị. Các anh chị làm 10 công ty thì các anh chị có 10 cái tờ giấy này như thế này. Các anh chị để vào full time hay là part time, bao nhiêu tiếng đồng hồ và cái số lương là bao nhiêu ha. Rồi các anh chị mô tả công việc ở đây, mô tả hết cái công việc xuống dưới đây, rồi những cái thiết bị dụng cụ mà các anh chị sử dụng trong cái công việc của mình, rồi declare hết, xong sau đó là kêu tên và cái của các anh chị và cái tên của cái người supervisor hoặc là manager ký vào đây ha. Rồi cái vị trí công việc và ngày tháng năm. À, chúng biết rằng những cái thông tin này rất là nhạy cảm, nhưng mà để làm được á, thì mình cũng phải tìm cách thôi ha. Ok, còn đối với là cái người nào mà làm mà sell employment template á, thì tự làm cho mình công ty mình á, thì phải có cũng phải có những cái template như thế này đó, điền vào những cái thông tin vào ha. Đó rồi để chúng xem còn cái gì nữa không. Rồi thì cái đây là application á, thì sau khi mình chuẩn bị hết cái giấy tờ này khi xong xuôi đầy đủ rồi á, trả tiền xong xuôi rồi á, thì mình email cho họ và mình nốt mình gửi luôn là cái payment evidence, tức là cái receipt mà họ gửi cho mình á, vào cái email này ha, và cái email email đây ha. Chúng có pin cái email ở đây luôn, thì chúng sẽ liệt kê ở chúng sẽ gửi ở trong cái phần description của cái video này cho mọi người luôn. Ok, đó là các cái phần mà chuẩn bị các giấy tờ cho skill assessment. À, mà cái này quan trọng luôn, mà cái trade này á, họ không trừ số năm kinh nghiệm của mình nha anh chị. Tức là ví dụ như anh chị học bằng đại học ra, anh chị học năm 2000 2004 đi, anh chị từ năm 2004 cho tới bây giờ các anh chị 2019 đi, thì từ đó là nếu như mà họ check được cái bằng nó đã qualify với cái ngành nghề đồ đó, thì họ sẽ tính luôn là từ năm 2004 cho tới hiện tại luôn, chứ họ không trừ bất kỳ một năm nào. Trong khi ACS với là Vest Access á, thì họ trừ cái số năm kinh nghiệm của mình, thì ACS trừ rất là ghê nha các anh chị đó. Thì bởi vì sao là mình phải có những cái kế hoạch cho nó thật sự là rõ ràng và chi tiết, để mình chơi game cho nó phải là thông minh, mình có cái cơ hội chiến thắng được. Ừ. Thì ok, chúng sẽ tiếp theo cái bước thứ sáu, tức là những chuẩn bị cái bước thứ năm là chuẩn bị giấy tờ rồi á. Thì trong cái khuôn khổ video chung chỉ có thể là cover được ba cái hiệp hội ngành nghề chính này, mà chung nghĩ thấy là ba cái hiệp hội ngành nghề này á, là assess phần lớn các cái ngành nghề mà trong cái skill migration ở bên Úc này. Còn còn cái những cái hiệp hội ngành nghề khác á, thì thật sự chung cũng không có kinh nghiệm mà chung cũng chưa nghiên cứu qua. Thì có anh chị nào mà có đã nghiên cứu rồi thì có thể chia sẻ thêm với mọi người. Chung hy vọng rằng là mình có thể giúp đỡ nhau bằng cái cách chia sẻ như vậy. À, ok, rồi cái bước tiếp theo, cái bước thứ sáu là mình submit cái skill assessment. Thì đối với là những hiệp hội ngành nghề thông thường á, ví dụ như là VAT hay là ICS, thì mình tạo cái account rồi mình login vô. Ở đây thì chúng mở lại ví dụ như là đối với là cái đây thì mình tạo cái account, mình login vô thôi. À, thì mình login vô xong sau đó mình làm theo cái process mà họ hướng dẫn ở trong đó. À, còn ACS cũng vậy, mình tạo cái account rồi mình làm theo. Nếu như mình chọn priority thì mình chọn priority, thì mình thêm cái giấy tờ để mà chứng minh được rằng mình cần cần phải làm nhanh. À, thì mình phải follow cái guideline process, à, rồi upload on document, à, rồi pay on the processing fee. Fees ha, rồi là email to submit nếu như mà cần, đó là đối với cái hiệp hội trade. Đó, thì đây là thì tới đây thì chúng đã cover được á, là ba ba cái bước, là bước thứ tư, bước thứ năm và bước thứ sáu. Thì sau khi mà submit này các anh chị chờ, trong thời gian chờ là từ 1 cho tới 3 tháng. Thì nếu như mà các anh chị có ra được cái outcome, tức là sau họ họ ra được cái result, cái outcome của mình á, là mình qualify cho cái ngành nghề đó và với cái số năm kinh nghiệm tương ứng như mình mong muốn á, thì các anh chị đã xong được 1/3 cái quãng đường để mà mình chinh phục cái PR rồi, của Úc rồi ha.
Thì chúng hy vọng lần sau cái video này á, các anh chị xem đi xem lại cho thật nhiều lần, rồi cho nó thật kỹ càng về để mình chuẩn bị những cái giấy tờ đó cho nó thật chính xác và đầy đủ. Bởi vì một giấy tờ sai nó sẽ cost các anh chị thứ nhất là tiền và thứ hai là thời gian, và lỡ may mà sai nữa thì nó ra cái outcome mà không đúng như cái ngành nghề của mình muốn á, thì lại mình cũng chết dở. Và các anh chị nhớ luôn là phải chọn cách chơi thông minh, tức là mình muốn access cái bằng đại học hoặc là bằng thạc sĩ thì tùy mình, nhưng mà phải nhớ rằng chọn cách chơi thông minh như Trung đã chia sẻ ở trong video. Thì nếu như các anh chị thấy video có nhiều cái thông tin bổ ích thì các anh chị chia sẻ cho những cái người bạn bè hoặc là những cái người anh chị biết mà họ quan tâm tới cái diện di dân đi Úc này. Và nếu như mà các anh chị chưa subscribe thì các anh chị subscribe cái channel của Trung, thì cái video tiếp theo Trung sẽ cover những cái bước tiếp theo và đặc biệt là tiếng Anh ha. Thì Trung sẽ chia sẻ luôn ở cái video tiếp theo, thì các anh chị subscribe và hẹn các anh chị vào video thứ tư nhé.